Xin chào các bạn, xin chào bà con. Thì hôm nay quay trở lại với chủ đề nuôi con dế. Hôm bữa tôi có chia sẻ với các bạn, tôi có mua một ổ trứng dế về nuôi. Thì ngày hôm nay, hai ngày nay là tôi phát hiện nó nở rồi các bạn. Cho nên là tôi tiến hành là đưa nó ra chuồng. Đó, các bạn thấy không? Con dế nó nở đó. Đó, con dế đang đang á. Thì trong này, trong cái bao này nó nở cũng rất là nhiều. Đó. Cho nên là tôi đã bây giờ tôi sẽ chuẩn bị đưa ra chuồng. Sẵn tiện này tôi quay chia sẻ với các bạn xem. Ở đây là tôi đã set up xong một cái chuồng nuôi dế. Thì trong đây là tôi bỏ vỉ giấy các bạn. Đó, vỉ giấy thì tôi buộc lại như vậy, cứ 6 cái một 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 buộc như vậy. Trong đây thì tôi để thức ăn là bí đỏ. Bây giờ tôi sẽ tiến hành là cho con dế vào. Nữa được có còn nữa còn đẻ chứ, kiểu ra thì trong này là dế nó mới nở, và dế nở được 2 ngày cũng có. Dế mới nở là dế trắng trắng này, con trắng trắng này các bạn biết có thấy không? Thì trong này là nó mới nở một phần thôi, cho nên là các bạn cứ đổ nó ra. Trứng trong này còn rất là nhiều. Cái con đi thưởng cá hay cái con rút nó này là con khóc này tao gì thế đó, các bạn đổ ra như vậy, sau đó dùng tay lật khuỷu nhẹ của đều ra, nhưng không được quá mỏng này, vì là những con trứng dế nó vẫn còn, cho nên là chúng ta cần để một cái độ dày cho nó có độ ẩm để cho những cái trứng còn lại nó tiếp tục nữa. Còn các bạn làm mỏng quá thì cái độ ẩm nó sẽ không có và những trứng sau nó sẽ không có nở được. Thì ổ trứng dế này tôi mua là nó sản xuất bữa ngày 6 tháng 4. Thì hôm nay là ngày 15 rồi các bạn, thì cũng là được 9 ngày rồi. Dế nó nở được như vậy tôi thấy nở rất là đạt. Đó. Trong này dế đen vẫn có và dế trắng dế mới nở cũng có. Những con trắng trắng này là vài tiếng đồng hồ sau là nó sẽ đen à. Đó. Vũ các bạn, vũ sạch này ra. Này nó còn sốt trứng rất là nhiều này. Đó, các bạn thấy không? Còn trong đây nữa. Đây vẫn còn có dế. Ta gõ hết ra. Đó. Thì tôi có bỏ bí đỏ thì con dế nó bắt đầu nó ra nó ăn rồi các bạn. Đó. Bắt đầu nó tìm đến bí đỏ. Đó các bạn thấy không? Đó. Các bạn. Thì đối với những con dế mà mới nở thì các bạn những ngày đầu thì các bạn nên cho ăn bí đỏ. Hoặc là bạn nào có mía thì cho ăn mía.
Rồi từ 5 ngày đến 10 ngày sau thì các bạn có thể bổ sung thêm rau hoặc là cho ăn bột cá một gà con. Đó. Đây, các bạn thấy dế không? Dế con rất là nhiều. Thì khoảng 3-4 ngày sau nữa là tôi nghĩ là dế nó sẽ nở hết. Thì lúc đó chúng ta bắt đầu lọc sơ dừa ra. Về cái kỹ thuật mà ấp trứng dế làm sao cho nó nở đạt thì các bạn khi các bạn mua ở trại về thì các bạn người ta gói trong cái túi bơ ni lông thì các bạn khoan mở ra đã, thì các bạn cứ để cho nó giữ độ ẩm trong đó cho đến khi mà nếu như mà thời tiết quá lạnh thì các bạn nên bỏ vô một cái thùng xốp như vậy và đậy nắp lại cho nó giữ ẩm, thì lúc đó cái con dế nó dễ nở hơn. Đó, như tôi là tôi bỏ vô trong cái thùng xốp này cho nó ổn định là cái nhiệt độ, thì ngày hôm nay là dế nó nở rất là đạt. Tôi cũng chia sẻ với các bạn như vậy. Khi nào mà các bạn phát hiện dế nó bắt đầu nở thì các bạn mới tiến hành đưa vào chuồng nuôi. Đó, như tôi bây giờ thì mọi thứ tôi đã chuẩn bị xong và tôi đưa nó ra rồi. Thì ở video này tôi cũng chia sẻ với các bạn về điều như vậy. Bạn nào mà chưa xem clip tập trước về chủ đề con dế thì ở cuối video này tôi có tràn vào trên màn hình, các bạn click vào đó để xem tập trước để cho nó được toàn bộ hơn. Thì video này tôi xin kết thúc ở tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.